kênh của mình. Thì ngày hôm nay các bạn, mấy chị em mình có một ngày gánh nè, cho nên mình sẽ đi mua dụng cụ học tập nha. Thì các bạn cũng đã biết rồi đó, năm tới là mình đã lên lớp 9 rồi, tức là cuối cấp 2 đi các bạn. Cho nên mình phải mua sách vở nè, dụng cụ học tập phải nhiều hơn năm ngoái nữa. Ôi chị Phương, bà chị của em cũng học lớp 9 như chị nè, bà không hổng lên shop gì á, mua toàn đồ có dâu mà. Hôm nay chị mua đồ có dâu đi, đẹp lắm á. Đồ gấu dâu hả? Mình thấy gấu dâu các bạn đang hot bây giờ nè, chị cũng đang nghiên cứu á. Ok luôn, chị sẽ chấp nhận thử thách của Cân là mua đồ dụng cụ học tập toàn là gấu dâu thôi nha các bạn. Bây giờ mấy chị em mình á, kiếm cái shop nào bán đồ gấu dâu đi mà mua nè. Đi này tí. Rồi, hôm nay đi ra anh hai sẽ chở mình đi nha các bạn. Rồi, vô. Bây giờ mấy chị em mình để tới nha các bạn. Đi xuống là tiền. Ok. Đi ra. Rồi đi vô nè. Rồi cái shop xinh nè các bạn. Đó, bách hóa phụ kiện nha. Bây giờ mình sẽ đi vô. Rồi dắt ra, cởi dắt ra. Rồi đi vô mua thôi nè tiền. Quá trời tượng luôn nè các bạn. Ở đây có bán mô hình với lại chanh, chanh tô nè các bạn. Ở dưới đây có chanh đính luôn. Nhưng mà mình mua cái gì? Đồ gấu dâu. Ê, em chỉ cho. Đây 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 đây. Thiên đường Tiên ơi. Đây đây, chị review cho bạn xem nè. Đó. Quá dễ thương rồi. Rồi xuống tới đây nè. Nè chị Phương, chiếc gấu dâu nè. Trời ơi, chiếc gấu dâu nè các bạn. Thì đẹp rồi. Nè nè, ở dưới đây nè. Đó, từ từ để chị review cho các bạn xem. À, các bạn coi nè, rất là nhiều luôn nha. Bây giờ chị mấy chị em mình mua nè Tiên. Dạ. Bữa hổm chị Hai mua nè. Chị Hai cũng mua cái này hả? Ok, mình sẽ mua cái này luôn nha các bạn. Cái này là viết gì ta? Chị gấu dâu, mực ra mực gì? Mực xanh hay mực đen gì chứ luôn ơi. Mực đen hay gì á. Rồi mua một cây. Rồi, ok. Ở đây còn được gấu dâu lắm đây ha. Cái này các bạn ơi, còn cái giấy nhớ nè. Mua luôn ta. Mua đi chắc cần á. Ok đâu, mua luôn các bạn ơi. Đâu? Rồi các bạn coi kìa, ở bên đây bán túi quá trời luôn. Nè, dưới đây này có cần không? Đâu? Mấy cái này cái gì ta? Bìa bao vỡ. Bìa bao vỡ, đúng. Bìa bao vỡ là mình phải cần các bạn ạ. À. Để vô, dụng cụ học tập mà. Để vô hết. Bên đây, bên đây có bán cái này có gọi là dụng cụ học tập không ta? Tại vì mình đi học mình cần bình nước, mình nước rồi đúng không? Đúng vậy. Mà chị chẳng đi. Cưng đang nghĩ đúng với chị rồi đó. Trời ơi, coi coi. Cái mắt này cũng teo nè chị Phương ơi. Tinh thần ơi, quá trời đẹp luôn rồi. Ủa sao tự nhiên đang cũng teo đây. Chị thấy cái bình gấu dâu này cute te nè Tiên. Chị lấy rồi đi. Chưa, từ từ chứ đang lửa cứng. Ơi, bà hỏi chị Hai mua bình này chứ không? Thế nào ơi. Bình nào? Bình này bình hả? Này, đúng rồi. Bình này hơi lớn rồi, không có được. Đâu, bình nhỏ thôi. Đúng. Chị quyết định sẽ mua bình này nha các bạn. Trời ơi, quá xinh xắn luôn Tiên ơi, con có mua không? Em suy nghĩ rồi. Mua không? Mua một cái luôn đúng không? Bình nào, bình nào? Ơi, lấy cái bình giống chị luôn đi. Bình hai chị em mình cắt luôn nè. Bên này đúng không? Đúng rồi. Ok. Rồi xong. Ủa, các bạn coi nè. Vô cái shop này đúng bài luôn rồi Tiên ơi. Dụng cụ tập ta. Em gọi nghĩ là mình bán như cái cặp á cũng liên quan rồi đúng không? Ừ ha. Cái này mình bán như cái cặp mà. Đúng rồi. Chính xác là vậy. Ok, lấy luôn. Cụ teo quá trời, cụ teo. Thôi các bạn ơi, quá đã, quá đã. Quá đã luôn. Đi tiếp, đi tiếp. Như trong đây có bán dụng cụ học tập mà chứ không có bán sách. Ủa vậy hả? Sao nãy cũng nói chị. Vậy cô bạn có dâu hả? Đúng rồi, có kìa. Ú là trời. Quá trời con te rồi. Ôi sao bấm không được ta? Chắc là chưa sạc. Chưa sạc mà.
chưa, đi kiếm còn cái quạt nào khác không? Ủa em ơi coi nè, bây giờ mình mua một cái quạt gấu dâu nha các bạn. Nên mua màu nào ta? Màu nhạt hay là màu đậm? Chị nhạt hay màu đậm? Phấn rồi đúng không? Nhạt đi. Ok luôn. Để cho chị nè. Khoan có dây không ta? Có dây sạc được không? Hỏi đi tính sao? Thôi bây giờ mình phải bắt buộc kiếm hộp bút gấu dâu. Này có gấu dâu hả? Để hộp bút gấu dâu. Mình sẽ kiếm hộp bút gấu dâu nha các bạn. Quá trời đã, quá trời đã luôn rồi. Sao chết? Thay mèo. Rồi mua một cái luôn đi. Mua một cái gấu dâu. Tôi kiếm ơi, có cái gì khác không ba? Có rồi. Thì thôi mua một cái đi. Mua đồ dụng cụ học tập gấu dâu mà các bạn. Chị Phương rồi ta. Ê, chị Phương mất tiêu rồi. Mà nào biết làm gì chạy. Này làm gì á? Ơi đi lựa đồ, đi không đi lựa mà chị làm gì vậy? Soi gương tí à. Soi gương chi? Để chị thấy chị đẹp quá. Đẹp ơi đi. Mấy người bị ảo hay vậy á, người thông cảm nha. Mệt quá đi mua đồ là thiệt chứ. Bực chứ ghê, quá giờ kiếm chị á. Kiếm chị hả? Ờ vậy thôi mua đồ tiếp nè. Mới bị ảo chút xíu làm gì con như vậy. Lâu lâu cũng phải cho ảo chút xíu chứ. Nhỏ đó làm gì vậy? Thằng ơi, nó không nguyên quạt của con ta luôn kìa. Đi. Làm gì á? Ai đồ em nè, Jenny. Thằng ơi, có ly sao chị lấy luôn à? Ờ có không? Có còn... nhóm lắp pin không chị Phương? Gì đã vậy? Gì mà cái quạt của con ta mà cứ hung dữ vậy Tiến? Ai đồ em bộ. Anh này idol của nó các bạn ơi, nó quá trời quý rồi. Mua kẹp gấu dâu nè. Mua kẹp để làm gì? Để mình kẹp lên chứ làm gì? Thôi cái kẹp Phương nó thiệt quá, tóc em dậy không kẹp được mấy cái này em buồn cái gì. Đảo quá, mua không ta? Mua luôn. Mua đi. Mua luôn cái gì kẹp lên cho gọn đi học các bạn. Ừ em bấm lỡ, cái này đựng lắp bên. Bây giờ mình sẽ đi lượm một chút xíu, sau đó mình sẽ tổng kết lại rồi đưa ra cam cho các bạn xem. Ok, mấy chị em mình lựa thôi. Anh mua thuốc nào vậy tay? Thuốc mà cho tôi te xíu. Nè mấy cây thuốc này cũng được mà. Mua cây thuốc bình thường thôi. Ủa anh mới kêu cô te nữa. Ok, mua cây này đi. Mua cây này đi các bạn. Em có cây con dục quá chị. Ủa? Lộn. Lộn. Rồi để vô. Lộn khôn á. Ây da. Để vô nha các bạn. Rồi. Rồi, xong. Tính tiền thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi tính tiền thôi nha. Vậy đây chị ơi, tính tiền giùm em. Rồi để vô tính tiền đi Tiến. Dạ tính gì? Rồi bây giờ mình sẽ chờ chị tính tiền, sau đó mình sẽ đi qua bên kia để mua sách nữa nha các bạn. Mình thì lên lớp 9. Đã
dựng với mình á. Ngoài ra mình có mua giấy nhãn nè các bạn. Đó, mình để sang một bên. Rồi, cũng còn ra hết chưa hả tiền? Chưa chị Phương ơi, còn xíu. Ok, ai tiền mua được tóc nè các bạn. Cưng tính mỗi ngày mỗi kiểu hay gì á? Đúng rồi. Nói ai tiền vậy thôi, chứ mình cũng có mua nè các bạn. Toàn là đồ gấu dâu không luôn á nha. Rồi, để sang một bên nè. Ở đây á, mình có mua chồng sách tóc chính nè các bạn. Đó, ở trong cái chồng như thế này nè, là sẽ có 12 cuốn sách nha. Để mình đọc lên cho bạn xem. Là gồm có ngữ văn 1, ngữ văn 2 nè, toán 1, toán 2, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa, mỹ thuật, công dân, công nghệ nha các bạn. Trời ơi, lớp 9 học nhiều chứ chị Phương. Mẹ, Cưng ơi, lớp 6 học y chang gì nè Tiên. Dạ. Rồi, bây giờ mình sẽ review tiếp theo nha. Cưng lấy món đường ra đi. Rồi, chắc chắn chị có món này luôn. Trời ơi, móc phá dấu dầu. Móc phá dấu dầu như vậy, mình kiếm mình có không? Tê tê. Nè. Mình cũng có nè các bạn. Chợ móc phá dấu dầu rất là dễ thương luôn nha. Đúng rồi. Mình nhớ nhỏ nha các bạn. Chứ 50 ngàn có như vậy đó. Bạn thấy ghê chưa? Rồi, để sang một bên nè. Rồi, kế tiếp chính là quạt nha các bạn. Khi mà mình đi học á, mấy tiếp ví dụ nữa các bạn. Mình tập xong á, mình rất là lực nở luôn. Cho nên có cần cây quạt gấu dâu để mình quạt cho nó mát rồi nha. Dạ, cũng có chưa Tiến? Em có gọi bây giờ em đâu mua đâu. Rồi, quạt rất là mát nha các bạn. Quá đã luôn rồi. Rồi, qua ống tiếp theo nè. Mình giật giấy nè. Trời gì ghê vậy? Mình có mua viết, viết thước nha các bạn. Rồi viết xó nha. Rồi, chú Hương vậy nè. Cái gì? Ở đây mua quá trời luôn nè. Mới đầu vô quá các bạn, mình đi lên trển á, cứ tưởng là người ta không bán viết gấu dâu. Ai về có nè các bạn ơi. Rồi, viết gấu dâu rồi nha. Dễ thương quá trời luôn. Sáng á tôi mua dâu hết hàng rồi cho nên mua đại cho mày luôn. Đó, kế tiếp chính là bình nước nè. Bình nước này rất là dễ thương luôn á. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem rồi nha. Đây, thấy bình nước dễ thương ghê chưa? Cái này á mình đi học mình đem theo nước rồi này kia nọ uống các bạn cũng rất là tuyệt vời luôn á nha. Nhưng rất tiếc các bạn, mẫu cặp da hình gấu dâu mình yêu thích á, ở đây đã hết hàng rồi, cho nên mình sẽ mua sau nha. Vậy là hôm nay mình đã hoàn thành thử thách quá tiền nha các bạn. Đúng thôi rồi. Bây giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thích video này của mình thì cho đăng ký, một like, một huy chuông để nhận được video sớm nhất từ kênh của mình nha. Còn bây giờ thì bye bye.